Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bác một chiếc xe container đầu cao Mỹ. Mình mới lắp được một chiếc xe container đầu cao Mỹ này cả một ngày hôm qua. Rất là mệt. Đây là đầu xe container. Đầu xe có hai ống khói và hệ thống được gọi là đi đường gồ ghề. Đấy, gọi vậy đại cũng biết. Khi xe đi qua đường đá, đường đồi dốc thì nó sẽ bập. Nên rồi đá có độ giảm sóc. Đây là độ giảm sóc. Đây đằng sau xe. Còn đây là đằng ở dưới xe. Đây là thân thẳng 4 lỗ. Mình lấy thân 5 lỗ cắt ra làm thân 4 lỗ. Đấy, đây là đầu xe nha. Tiếp theo là khung xe container. Khung này được có một chiếc thùng gắn vào đây. Đây là thân chữ L để đây là bốn thân chữ L ngắn để gài thùng container vào đây. Còn đây là trục ngắn để đỡ khung xe container. Đấy, trục ngắn để đỡ khung xe. Đây là có một bậc thềm ở hai bên. Bên này cũng có này. Đây là thân thẳng 9 lỗ để làm một đôi bánh. 12 bánh xe, với bánh xe đây là 18. Đây là khung xe. Khung xe không thể nào chạy được nên phải có trục ngắn. Còn đây là thùng xe. Đây là thùng container. Cũng có một thanh chữ L để gài vào khung xe đây. Đấy. Bạn nào muốn mình lắp đầu xe container và khung xe thì hãy bình luận ở bên dưới nha. Thùng xe cũng vậy, bạn nào muốn lắp mình, bạn nào muốn mình hướng dẫn cắt lắp thùng container thì bình luận ở bên dưới, mình sẽ chỉ cắt lắp nha. Xe rất đẹp phải không nào? Chiếc xe container này được làm 11 bộ lắp ghép lớp 5. Còn đầu xe là, còn thùng xe container là làm 8 bộ lắp ghép. Còn đây là nắp của container. Có thể mở ra được. Đây bên trong. Xe container này rất chở được rất nhiều hàng hóa. Đóng cửa vào nha. Đây là thùng.
thùng này để chở hàng. Rồi, mình sẽ điểm lại những ba bộ phận này để kết hợp lại nha. Thùng để đây, khung xe để đây, và hơn nữa là xe container. Rồi. Lấy ốc chừng đây gài vào nha. Đấy. Sau đó các bạn lật xe như thế này. Xong. Đấy, bạn được còn nha. Sau đó là bạn lấy cái này bạn lại cho nó chắc chắn. Và muốn kéo xe đi thì hãy kéo trục ngắn này lên. Giờ chuẩn bị kéo đi thì kéo trục này lên nha. Phần bên tay ở đây cũng vậy này, đấy con vướng này nó cứ càng lên, kéo lên luôn nha. Xong rồi, xong một chiếc xe đầu kéo rồi, gắn được thùng rồi nha, khung xe đấy, thử coi đi được rồi. Để máy quay đây để mình bay qua bên này. Rồi, xong rồi nha, đánh ốc vào đây kéo thử. Tiếp theo là cho thùng container vào. Đây, thùng container. Đây là thùng container. Gài vào. Mọi người nên nhớ là gài thanh chữ L ngắn vào đúng tâm nha. Rồi lấy ốc chừng đây. Mặt
vui. Rồi, đây được rồi nha. Tiếp theo là ở đây. Chắc phải để ra đây nè. Xong một bên. Bên này được rồi nha. Bên đây cũng xong rồi nha. Đấy, xong. Tiếp mé bên này. Ốc ngắn. Tiếp theo ở đây, trên đây cũng vậy. Cái này bị lật bẽ luôn. Ốc ngắn nữa nha, ốc thường thôi. Xong rồi. Mọi người thấy xe container đẹp thì nhớ like, share và chia sẻ đăng ký kênh của mình nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào mọi người.